Theo đại diện vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương, dự báo xuất khẩu rau quả năm 2024 sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với năm 2023. Kim ngạch dự kiến sẽ đạt khoảng từ 6,5 đến 7 tỷ đô la Mỹ nếu tận dụng tốt thời cơ. Con số trên được đưa ra dựa trên cơ sở sản lượng các loại trái cây đã thâm nhập được vào các thị trường lớn sẽ tiếp tục gia tăng. Dư địa mở rộng còn rất lớn do nhu cầu rau quả của các thị trường tiếp tục tăng, trong khi giá trị xuất khẩu của Việt Nam mới chiếm khoảng từ 2 đến 3% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả thế giới. Với khu vực ASEAN, Việt Nam có lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, thời gian vận chuyển nhanh, giảm tối đa nguy cơ rủi ro ảnh hưởng tới chất lượng rau quả. Đây cũng là thị trường rộng lớn, tự do, nhiều ưu đãi với thuế nhập khẩu chỉ 0 đến 5%, đồng thời yêu cầu không quá khắt khe.